Hello, đây em mới về được vài con đồng hồ Reef Tiger của Đức nha các nhà. Size cỡ 4344 nha, lộ máy lịch cười. Vừa kim dây chạy, bánh xe quay. Hàng nêu chưa qua sử dụng nha, nguyên hộp. Còn đây là pin. Pin thì nó chạy thủy, máy thủy nha các nhà, kim trôi thủy, có hai bánh xe xoay nha, lịch cười, mới 100% khóa bướm, nguyên táp nguyên siêu nha. Nó mới tinh luôn nha các nhà, dạ quang cực sáng luôn. Đây, nguyên hộp, sổ sách đồ đầy đủ nha. Con này thì có hai ô lịch bấm nè, dưới hai bên đây nút ấn, hai bên kia lịch ẩn. Còn này bấm qua tháng nè, con này bấm qua ngày, bên đây bấm qua năm và bên đây bấm qua thứ nha. Có tay luôn. Đó. Kính cầu lồi. Rồi em hết nha.